Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Mạnh Phát. Và ngày hôm nay thì Mạnh Phát sẽ có một bất ngờ dành cho tất cả các khách hàng đang quan tâm và theo dõi Mạnh Phát nha. Ai đã theo dõi Mạnh Phát quá một năm thì chắc chắn mọi người sẽ biết đến mẫu này. Đây chính là phiên bản xe 133 Grand. Những cái mẫu xe mà bán rất là chạy thời điểm cách đây một năm. Và bây giờ do nó ra rất là nhiều biến thể nên là Mạnh Phát đã nâng cấp rất là nhiều. Tiêu biểu như phiên bản 133 Spacia bình lớn đúng không ạ? Tuy nhiên ngày hôm nay Mạnh Phát quay lại với phiên bản này với một mức giá siêu tốt khi mà đã làm việc được với nhà máy. Và có một mức giá deal xuống mà khi mọi người nghe xong mọi người phải sốc luôn. Tại sao lại có một mức giá tốt như vậy? Thì trước khi vào mức giá thì chúng ta sẽ có một trong những cái video review cơ bản. Đây nhá, review cơ bản cho mọi người phiên bản 133 Grand này. Phiên bản này thì chia sẻ với mọi người là được trang bị là bình lớn nhá. Bình ắc quy lớn cho quãng đường di chuyển tối đa thì là đến 60 cây một lần sạc này. Đèn bi cầu này, ốp đèn mới này. Đây là một mẫu có thể là nâng cấp của phiên bản 133 Pro lên mình lớn ấy ạ. Kiểu dáng rất là đẹp và rất là bắt mắt nhá. Đây cho mọi người xem này, vành nhôm, vai càng nhôm rồi đúng không ạ? Giảm sóc đây. Đây. Giả dầu này. Và phiên bản này thì sẽ có thêm ốc càng này mọi người này. Phiên bản ngày xưa là không có ốc càng đâu nhá. Đây. Đấy. Phiên bản này có ốc càng có để chân này. Đấy. Đèn hậu thế hệ mới nhá. Con này yên rất là dài. Yên dài ngồi hai người thoải mái luôn này. Đây. Cốp cực kỳ rộng nhá. Cốp con này cực kỳ rộng. Đây. Mọi người nhìn này. Sâu 20, rộng 20. Đây là một trong những mẫu 133 ở trên thị trường có cái cốp rộng nhất. Tay xách nhôm này. Đây. Bật đèn hậu cho mọi người nhìn nhá. Đèn hậu đẹp lắm. Đây. Xin nhan thử nhá. Đây. Đấy, nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Chúng ta quay lại ở bên trên cụm công tắc của tay ga được nâng cấp lên này. Giống như cụm công tắc của Spacia luôn. Và giống như cụm công tắc của Grand X9 nhá. Đấy. Và con này có cả nút P luôn. Ấn nút P mới ga được nhá. Đây. Và tốc độ tối đa của phiên bản này để xem nào. Ở số 3 nhá. Lên được 50 mấy cây nào. Đây thử xem nào. 53 cây ở số nhanh nhất. Số chậm nhất của chiếc xe này nó khoảng 30 cây. Tức là đồ đạc đã được hoàn thiện hơn rất là nhiều. Phiên bản này quay lại với độ hoàn thiện cao hơn. Đây chắn bùn này. Chắn bùn này thì không bao giờ lo gãy. Chắn bùn liền. Chắn bùn ngày xưa thì có thể là nó bị gãy, nhưng chắn bùn này thì không bao giờ lo gãy. Đèn hậu bắt chắc chắn hơn rất là nhiều. Tức là phiên bản này nó cải tiến hơn rất là nhiều so với bản trước. Và phiên bản này mọi người biết ngày xưa giá bao nhiêu đúng không ạ? Thời điểm mới ra mắt, bộ nhựa này mới tinh, giá của nhà sản xuất mà đề xuất là lên đến 9.900.000 miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Nhưng mà ngày hôm nay Mạnh Phát deal được cái mức giá của phiên bản này bình lớn nhá, và bán với mức giá chỉ có 8.900.000 thôi là còn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người nhá. Vẫn được tặng kèm giỏ xe và mũ hiểm này. Và xe này có nhiều màu lắm. Đây quay cho mọi người xem này. Đây anh giờ sẽ quay mọi người này. Đây chúng ta sẽ có màu đỏ nhá, màu đỏ đen, màu đen tem đỏ ấy, màu đen tem xanh rồi. Đây bên này nữa này, bên này thì chúng ta sẽ có màu đen tem bạc. Đây màu đen tem bạc. Vẫn có ba màu kinh điển của chiếc xe, đó là đen tem đỏ, đen tem xanh và đen tem bạc nhá. Nói chung là màu này là một trong những cái màu mà bán rất là chạy rồi đúng không ạ? Rất là chạy. Đấy, rất là đẹp nhìn. Và nâng cấp ốc càng mới này, cụm công tắc mới này, xe chắc chắn hơn và đi nó sẽ êm hơn nhá. Đây mình phát sẽ test cho mọi người này. Đây giảm sóc này rất là sướng nhá. Ga này đi êm lắm. Và có một ưu đãi cho 10 khách hàng đầu tiên khi mà Mạnh Phát sẽ hỗ trợ mọi người, đó là giảm thêm cho anh em 200.000 nữa. Đó là với mức giá chỉ có 8.700.000 cho 10 slot đầu tiên. Đấy, mua phiên bản 133 Grand mới này, quay lại này với mức giá 8.700.000 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn nhá. Sau 10 suất đó thì sẽ giá sẽ quay lại là 8.900.000. Kể cả với giá 8.900.000 thì phiên bản này có mức giá quá tốt rồi. Quá tốt rồi, bởi phiên bản này cho bị bình lớn nhá. Bình lớn này, yên này, cốp mới này. Đấy, gần như là độc bản trên thị trường luôn. Với mức giá này thì với chất lượng như này thì number one cho anh em luôn. Đấy, và xe thì đây cho mọi người vào đây nhìn một chút này. Đấy, khi mà gửi cho mọi người thì xe sẽ được bọc như này nhá. Đây. Bọc xe rất là cẩn thận. Đây mọi người nhìn này. Đấy, xe bọc đây có những thông tin này, Mạnh Phát sẽ che đi này. Như đơn này đi Hậu Giang này. Đây số điện thoại đầy đủ đây. Đấy, những cái đơn này là đi đâu đây? Mạnh Phát sẽ cho mọi người xem luôn. Đơn này là đi Bình Dương này. Đây. Đấy, Bình Dương này. Còn đơn này thì cũng là đi Bình Dương luôn này. Đấy, xe thì bên Mạnh Phát bọc đi rất là nhiều và bọc rất là cẩn thận nhá. Ngoài bọc lớp xốp, bọc thêm cả lớp giấy này. Và sẽ gửi Viettel post đến tận nhà, có cả giỏ và mũ hiểm kèm theo nhá. Đấy, và nếu mọi người yên tâm, điều kiện để mua xe là chúng ta sẽ đặt cọc trước 1 triệu, nhận xe thanh toán nốt qua Viettel post nhá. Đấy, và chúng ta sẽ liên hệ với số điện thoại là 0866 903 993 hoặc là 0358 993 993 để được nhân viên Mạnh Phát hỗ trợ tư vấn để mua được chiếc xe ưng ý nhất nhá.
Xin chào và hẹn gặp lại.